ngọc ngà châu báu thường thân, cũng không thể sánh cho bằng đạo tâm. Ba đạo dễ lầm ta mê, nếu không truy đạo lý chánh truyền, mang căn nguyên rồi nghe chẳng xét khi màu truyền lầm ngay. Khó đạt gì trở về với màu màng vô mình cần thấu triệt con đường thiên lý, chữ không không ngự trị trong hồn, phép tài ảo thuật cứ bàn môn thần thông biến quá bề hồn đắm say. Nó cũng giỏi biển tài đạo lý, thiên sự hành ý chí khác xa. Con cần thấu triệt chánh tà trong thân ngũ tạng ngũ mê lâu đời. Muốn tu tịnh chiều nhồi nhiều khảo tư tưởng lầm, chữ đạo nhất tâm rõ thân ma nghiệp phôi lầm, trong thân đủ pháp như kiếm tầm đâu xa. Lìa sắc tướng thân ta đừng nhiễm, dù mọi điều đúc len muốn ăn, tạm dừng chẳng nghĩ sát trần, tùy duyên quá độ nuôi thân tu hành. Nghĩ sự đạo đã thành dứt, làm việc gì mẫu mực xét phân, chớ nên tình bước làm càng hòa thân ổn kiếp nghiệp mang linh hồn. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy chớ quên hồn tiêu hoài mãi sau. Sự phân luật định thiên tạo, mẹ mong năm nữ bước vào đường tu. Chớ để cho mây mù nghiệp chướng làm mê hồn mê vía trả dây, luật hình thương pháp chẳng sai
đức bảo tồn cứu nguy nhân loại mê hồn trầm luân. Nguy nhân loại mê hồn trầm luân, biết phần sợ thương đừng còn chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban. Dầu đạo pháp gian nan cực khổ, dầu đớn đau nghiệp quá cao nhồi, một lời thề thần minh chứng giác nghe đất ta trời rõ nghi vấn. Chớ chán nản thay lòng đói dạ, muôn đất thành đạo quả phải hành chung chuyên thở tồn sanh là được tiến quá lực hành người tu. Chớ nghĩ tới dặn thổ quán ai biết, chỉ đại hùng học phép từ ăn dạng sự khó bì, dầu cho lao khổ sắc gì bản thân. Thương nhớ khổ phải cần lo đạo, mới xứng danh con thảo rồng đồng thất tổ cửu quyền sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian. Dầu khăn tương giàu sang có sanh, phần thánh tiên dùng tâm thảo hiền, kiếp đời dù lắm quan thiên bằng lòng tu luyện nấu liền giải thì quan. Cơ tái tạo sai sàng tận gốc, chớ giận nhờ để trận đồ bạc quái luật hình, ngũ hành vận chuyển nhân sinh điều tàn. Lời mẹ đã rải ban chỉ dài, nếu con nào còn cái luật lo tu niệm chiều mới, thì đừng trách mẹ vì thời chẳng ngờ tha. Mà ma quỷ còn đương trả cho
Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần. Để tùy duyên kiếp độ nhân, về gì gặp đạo chánh chân mà mày. Luận kinh Phật có bài đôi chút, đời lộn căng mực loại nhỏ to, đầu thai quả báo khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức, mang lớp ba người rủ rượt tâm ma, những sự gian tà đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Chỉ biết có bạc tiền danh lợi, cứ tung quanh bị ổi chẳng bằng. Giết người cướp của muôn dân, bạo muôn độc ác khó phân ngày tàn. Bởi sắc linh thiên hoàng ân xá, cũng là ngày trả qua chuyện xây định luật công bằng, khảo nhồi thương phạt kiếp tăng đời cùng. Sự chọn lựa yêu trung kỳ chót, còn khá lớn chớ hàm mê sự không trần. Bố ràng nghiệp quả kiếp căn đo đài, dù gặp cảnh quả ai khó cứ cần định tâm hấp thụ điện quang. Nghiệm suy thấu triệt trầm quang, trong cơn sàng sai lớp mà đau thương. Các con nghĩ cho tường căng kè, nếu không thì đắc mẹ xa con. Đau lòng mẹ đã tao hồn, dưỡng nuôi hắc hồ bác tồn linh quang. Từ cõi xuống trần gian lập hành, để lũ ma vô tâm còn nhớ kiếp tiền căn. Sự tên mẹ tạo thượng tầng hư vô, mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quả chịu luân hồi dài trả. Con ơi, lòng mẹ bâng khuâng, nhớ con trong đời.
luật hình sửa trị khó mà an thân. Bị xa đọa trầm luân địa ngục, phải dứt đi mới được đầu thai. Năm đền ít qua trả dai, cũng như bạn kiếp đời nay tận cùng. Vì chỗ đó nên đau lòng mẹ, chẳng đành tâm nhìn trẻ như lạc lầm. Chuyện cho điện pháp quyền thăm, chỉ nguồn gốc cội để tầm căn xương. Mạng tam giáo lọc lửa đảo quả, trên tam thiên lục ba xuống trần. Bạn môn tà đạo vô căn, hại con của mẫu về trần còn đâu. Sầu linh tử mãi theo đời quên sự thắm ân, linh qua gốc cây cội tiền căn. Ngôi xưa với bò nghĩ trần đều mang sự vợ, tình thâm ân con nợ phụ dân. Chiếu theo luật đạo cộng đồng thì con bất hiếu khổ bất bảo tồn. Quên mất tâm chân hồn giá trị, nhớ mê lầm ma quỷ lời dân. Sanh già mình tự hiểu rằng, mà sao con mãi đua tranh theo đời. Phê bỏ đạo quên lời mẹ dạy, còn dọc ngang tranh cãi biệt. Nghe theo tà mê lầm tưng, xuôi con tiêu hoại hồn linh ngục tù. Để vào cánh âm ô tâm tối, biết bao giờ thoát khỏi sông mê. Sanh tâm ngu muội nặng nề, kiếp thâu chánh pháp trở về thiên thôn. Cơ ân xa tận cùng mang chốt, Phật thánh tiền cứu giúp linh hồn. Ráng nghe lời mẹ đưa con, đức tin vững chắc bảo tồn hậu lai. Xét cho kỹ lời ngay lẽ thật, dù cao nhồi tâm Phật đứng lên. Yêu mà
dù có lắm lời ngọt ngon, dù dỗ theo đời thì không. Thầy nhất quyết một lòng vì đạo, nhớ buồn đời sáng tạo linh căn. Ngọc châu dụng pháp đạo vàng, trong thân sẵn bảo toàn chân linh. Dù tài phép yêu tinh có giỏi, lòng đức tin cứng cỏi cố dành. Đạo là chân lý cao minh, đạo không sắc tướng hữu hình ngoài thân. Đời mạt kiếp dương trần hỗn loạn, lắm bướm mô đồn hạng ở con. Tạo hình dựng con ở mây hồn, vẽ tên tiên Phật để con lạc lầm. Khó biết vô đạo tâm quan trọng, pháp vô vi mở rộng trần gian. Chiếu soi nhật nguyệt lần tàn, đắc thầm ngộ tàn bao toàn định trí. Ngồi qua tông pháp mơ lý chân không, hoặc là đi đứng nằm lòng cũng luôn chuyển pháp mới thông nhiệm màu. Ngoài sắc tướng tìm thảo cho tường, mượn tâm bài lý gạt lường nhân sinh. Chung quỷ kế gia hình tiên Phật, xong dị ngôi làm trật đạo nhân. Bùa linh thuốc lô mê hồn, để chúng sai khiến các con theo ta. Nếu chẳng nghe những lời theo dệt, chúng đủ tài làm chết chẳng chơi. Không tu tin tưởng Phật trời, để lòng thiện đức khó thời vượt qua. Màn lọc lừa sư tà ngoại đạo, ra công tài trên giáo Phật tiên. Giả hình giả tướng tượng hiền, mà lòng thâm độc chẳng hiền nghe con. Vì như màu chúng còn môi bán
vào hang đau tàn. Con ơi lòng mẹ thiết tha, ai sanh ai tạo vậy mà vật chi đồ vật chất để sanh tâm lòng già bất lầm chế lai vật mẫu phải đầm đỏ thân dù mang kiếp làm thân cũng mơ thấy vô lễ còn khi về Phật nào giả dối ngang bàn bất chi chân lý đọa mang ngục hình cơ ân xa mặt tình thấy sợ muốn nói chi ngôn ngữ chẳng chuyên sau này đừng có trách phiền thần quan tả hữu ghi liền chẳng sai tâu ngọc đế các ngài tăng giáo chiếu ngọc hình xứ quang khai đạo nào chánh pháp Như Lai gia truyền con của mẹ ấy nguyện nhẫn nhục đèn đức ân phổ phục bể rồng tu là tu tâm tu lòng chớ đừng tu túc mà hồng đắc chi cơ đại hội kỳ thi đã tới lập đức ân thân mới mong còn một lòng vì mẹ ráng lo làm đạo báo toàn kiếp châu đừng xa ngã vui trần con gì để ma dương lũ quỷ giấc hồn xa vào trong địa lời chẳng còn mạng sanh mẹ thương con vì căn mẹ cao nên khai truyền lý đạo đừng lầm mối đạo chân linh mịt mờ dầu ba đạo tạm thời đắc chi các con ở gần rõ luật ở hành đi mặt đời thế sự thì tu hành chớ lệ những gì khó khăn
lòng hung dữ ngang tàn. Quân câu mẫu tàu thiên ban xuống trần trục lợi nghiệp mang chết chồng. Lập công bồi đức tiền căn giúp đời hậu thế làm thân đạo hiền. Đi ngang qua đồng tìm giáo chủ Tây Ba Hồ chẳng hỏi giấy chào. Ấy mình tội vô lễ ngài thì quán dẫn chốn mẹ hiền xuống tầng coi đời ngủ ma má khiếp dậy rời nhập tâm con trẻ mê đôi táo gây cho để có lòng dẫn tức bá hầu cũng là phạm luật thiên cao cho nên ở mãi trần lao hai đời chiếu kỳ ba lực đi trời mở rộng lập đạo màu cứu rồi đinh căn thoát nơi nghiệp quả hồng trần được về bốn đất nguyên nhân trực châu. Nay đến hội hoàng cầu xây chuyện đại phong thần lửa tuyệt linh căn chọn con hiện đức nghĩa nhân rõ tri ngũ dục trong thân diệt trừ mới thoát khỏi lòng quá ta đi giáo lòng lừa chuyện cờ thánh đức đại thừa quy căn ca con phá tinh thần giác ngộ luyện tâm hồn tự độ giữ tâm trung hiếu lễ nghi cho tròn lập công quả bốn bọn đức hạnh dụng công phu sửa tâm chịu hiền công trình dân trí thần tiên tam công trọn vẹn thành tiên tại trần bảo chân lý quần thần trọng đại khắc phục hồi quán cải tâm linh
cũng chỉ hoài không. Giang sơn trăm chốc non sông, phải đâu riêng hưởng để mong lời quyền. Phật đâu để người mắc quả, kẻ ác không dướng quả chẳng sai. Dù cho phương kế xuất bài cũng không qua khỏi được ngay luật trời. Nếu không sớm kịp thời tỉnh ngộ để đến ngày thiên số định kỳ, xác trần còn chi hồn linh cơ ẩn sầu bi đo đài. Mẹ nói trước con nay đều lấy, rồi sau này khỏi phải trách vì cuộc đời lắm nỗi đào. Không nghe lời mẹ chỉ phiền đọa xa. Cơ phạt kỳ ba đã rõ, luật thiên đều chẳng có gì tư. Dù cho lắm sứ mạng trời mà làm sai lực cùng thời trì răng, hoặc các bậc ni tăng học đạo ham uy quyền gây tạo tội trần, cũng đều bị luật trì tùy theo nghiệp tội xử phân công bình. Luật tiên quá vô hành đào thải, chớ mây đời ngu dài mừng hờ. Bây giờ chưa chừng khi quả tới khó thời cứu nguy, đời ngu muội biết gì con mất, sự trăm năm chưa chắc trường tồn. Thức tri thời vẫn mới đừng như đã chết chứ chôn chờ giờ. Mẹ con bao lời nhấu ngọc, các con cần tu học nghiêm suy, dù sợ lòng chẳng tròn những gì ân sâu. Khắp thế giới hoàn cầu dẫn chuyện, tới càng khôn linh hiểu cơ quan. Thất sơn lâu vàng là cơ lập hội minh hoàng sử phân.
sĩ nước ngoài hai điều dầu chợt trước hai bề rộng có tam giáo cộng đồng phân xử công quả tròn được dự kim giai bằng gây tội lỗi đỏ đài vào nơi ngục thấp khổ uy sát hồn con ơi sợ mất còn thăm nữa bãi cũng do lòng khổ dài mà ra căn tiên đừng để làm ma uổng công mẹ tạo sinh ra chân thần mãi âm dương suy dần chuyển qua lừa lọc căn nghiệp quả tinh di ai thương bằng mẹ chiếu trì lo con mọi sự này gì khổ lao từ tạo quá thiên cao trời đất sinh loài vạn vật hữu hình có hai Phật mẫu truyền kinh cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân trao bán bờ kinh luân tam bảo đạo linh hồn cho con người giữ lấy giữ bảo toàn phân đời thương cô dòng tròn đức ân nay đến luật xoay dần đời hạ ngôn tạo nghiệp dày đầy là kỳ tiến quá đổi thay lắm đời thánh đức kỳ thượng lai thăm bình nên lắm cuộc chiến dinh khói lửa để xây sàn gội rửa tay trần tam kỳ mở hồi lắm dân chọn con trung hiếu nghĩa nhân một thầu sự con cần giác ngộ rõ thông để khi lập hội công đồng tội tình gây tạo có mong sống còn dầu sống pháp cho tròn nhân mai mẹ phụ dông tình thương Phật mẫu đại đồng qua sanh giảng đức trần hồng linh căn chỉ khắp cả hồng
đừng ngu dại mê tìm má huyền. Rồi sau này loạn chiều nhiều quá
chúng mạnh tạo không phân, đạo không phân chấp cánh ngoài tiên, tùy thân hành sở trần miền nơi nào cũng có Phật tiên hộ trì. Đồng hành chân đạo tinh thần mới là bao dĩ muôn phần ngày sau. Phá chấp ngại muôn màu sắc ơi thương cho tấm lòng định liệu chân tăng. Hành trong ơi tư tưởng thiền lành cao đầu để tóc chẳng thành sự chi khám thấu triệt vô vi nguồn cội pha chấp công chân đi có nơi lòng một bầu vô cực hư không âm dương phối hợp thần thông diệu quyền các bao pháp chân truyền Phật mẫu chiếu linh hoa rồi thâu kiếm sao đoạn trừ nghiệp chướng hồng trần siêu phàm nhập thánh siêu thánh nơi chân hồn các con khá bảo tồn mạng kỳ ni đạo quả khảo rồi Phật tiên đâu rằng con ơi còn lo độ khắp nơi khổ sầu con nào rõ nhiệm màu tiếng quán đồng chung lo đạo cả màu hiền đắp xây phổ quá khai truyền nở công quá vì mẹ lòng chớ để lạc phai đạo màu phải gặp đắng cay mới là biết được lòng ai trung thành cố làm chi thực thi hành tâm đạo thì rõ thông tam giáo diệu quyền đừng nên mượn đạo Phật tiên để làm danh lợi tư riêng tội mình kỳ là nhiệm kỳ đạo quả
rất mau. Chỉ có phổ độ trần quan cũng là định luật sai rằng hạ môn. Đời giới đạo mẹ còn xoay chuyển, nên con cần thể hiện đạo nhân cho tình ngày đại hội long dân có mặt với nhân hiền sự thật căn tiên tham chi vật chất bạc tiền của đời ma quỷ bao nhiêu tình mất đức hạnh tiền ca ngọc ý chạy theo đời ma quỷ loạn cuồng ở ăn bất kể thủy chung và tà sao quyền lâm đường nạn ở ăn bất kể thủy chung gian tà sao quyền lâm đường nạn tay mang một kiếm trận ai dâu bể luật cứ thiên đình đâu về chỉ thường hung bạo dầm ngang trước sau cũng rõ lắm mưa màng này đây dù đầu nam tàu xiết xôi thấu triệt trước sau lòng người sẽ tùy nghiệp lượng khi trời báo kiến nguyện ở đài xây dựng chân gian rõ thông mỗi sự hành tàn trong tâm tội phước hai đàn phân minh con sẽ thấy hữu hình tâm mắt mới hẳn tường tiếng Phật diệu quyền khó mong thoát khỏi lực tiên con cần tin tưởng lời truyền mẹ ban rèn trí huệ đạo vàng tiếng bước đừng để rồi lúc nước tới chôn có dò cảnh mất hồn xác thân như sóng biển
cồn ngoài khơi. Khó cứu mạng cuộc đời căng kiếp, vì tạo gây tội nghiệp dễ đầy. Mẹ nào có bỏ gái trai, tại có cái luật tư làm sai dương vì. Cuộc biến thiên trần miền náo đồng, mãi quyền di mở rộng năm châu. Cuộc biến thiên trần miền náo đồng, mãi quyền di mở rộng năm châu. Minh Dương ngự chốn nam lâu, sự người mỗi nghĩa gieo sầu tông tan. Cố tuyến lửa hành tàn nam nở, rõ thiên điều phận sự gắn lo. Qua sông nhờ có thuyền đò, linh hồn nhờ đào thoát cứ bờ sông mê. Chớ vội chấp khinh chê ngang bước, phải xét suy tội phước ở trong lòng. Đạo màu trí huệ mở thông, mới là hiểu được trong lòng Phật mang. Còn mê khó tầm ra chân lý, Phật nói tâm ngữ trị chẳng quan thông thấu triệt chánh tà. Sao cần mê muội gây ra nghiệp trần, làm điên đảo tinh thần lý trí, đâu tỏ tường chân lý đoạn siêu. Hoặc là hiểu ơi thấu ít nhiều, vẫn còn bị nghiệp đủ điều gây nên. Khi dù cùng sắc màu mơ ước luôn luôn, con ơi các sự tình trường đều là mộng ảo vô thường khổ đau. Nó khiến say đi vào tội lỗi, cho quên tội quên nguồn, khó về gặp mẹ tòa sen. Ngàn năm xa đò vào đường si mê, nay có mẹ đạo đề khai mở, cũng là kỳ tội tử linh. Các tôn mau tiến đăng trình, nghĩ mà đạo
lại hồi nhớ thiên đình hưởng ban. Một tỷ chốt khi mẫu hoàng phê chuẩn, còn bất tuân mạng lình chớ phiền. Đến ngày tam giáo quy nguyên, cộng đồng phân xử con hiền chớ than. Bao tâm sự lời vàng tiếng ngọc, là tình thương bao bọc linh hồn. Hai đường siêu đỏ dài khôn, con cần chọn lựa bảo tồn hậu lai. Khá chắc nghiệp đường ngay mẻo chánh, kẻo mê lầm giả hành quỷ dương. Mượn vào sách tướng khô trương, mà lòng giả chúng khó lường hiểm sâu. Dùng đố kế ngõ hầu tranh đạo, của Phật tiên khai đạo vô vi. Vẫn lòng thiện nguyện từ bi, giả tâm đạo đức thực thi bảo tàng. Nhìn đất nước giang sang buôn đó, để đức tài giác ngộ trong con. Ham mê danh lợi giống dù, rồi thân phải chịu ngục tù đọa đau. Màn tuyến chọn sai sàn dấu bể, Phật tiên còn phó tế đâu yên. Hôn chi linh tử trần miền, mà đòi an phận bạc tiền hưởng thân. Khá thực tứ ân chồng đại, để sau này trở lại ngôi xưa, chớ tham danh vọng mắt lừa của loài ma quỷ lắm thừa kế mong. Tầng tiếng ngõ phai mùi gió gió, sự bất còn sáng tỏ bậc chung. Riêng con linh mẹ chỉ truyền, khai thông tam giáo cơ truyền. Khai thông tam giáo cơ quyền cho con. Rõ công tội mốt bòn công đức, ra thi hành đại lực chân tiên. Dù cho lắm sự não phiền, quỷ ma gây rối đau hiền chẳng nói.
cùng không tất đức đại hùng thanh cao. Ráng thức khi tỉnh dội vào tâm tánh thì nghiệp trần mới rảnh con ơi. Công lao khổ cực khảo nhồi mà không nan chi mất đi người con tiên. Vì khi phàm tâm tư riêng bản ngã giữ tâm hồn cao cả mới ngoan. Đời này lắm sự dòng ngang là đời ma quỷ khắp tràn hại nhân. Các con ráng tâm thần đinh tạo trừ ma bệnh mê si, chạy theo thế tục ích gì càng gây thêm tội khổ quy linh hồn. Đời giới chẳng chẳng tồn sự hóa nghiệp tồn sinh tùy kiếp của mỗi căn duyên nghiệp khác nhau. Chưa thông suốt lý thiên tạo thì đừng dối trách đi lần hoặc vì danh lợi mưu sinh. Anh em bằng hối bất cứ tình nghĩa nhân, chẳng còn biết tiền căn ruột thịt cùng một mẹ lầm lĩnh cửu trùng. Suốt trần mê mùi bất thông ngủ ma nhập thể nên lòng đòi thay gây nhiều đời
tiền cùng nhau trở lại yêu nói liền căn xương. Đừng để tâm mắt lừa ma quỷ nhập tâm mê chấm nghĩ cội nguồn con nào cái linh bất tuân thì sao đừng trách cửu trùng sự phân. Mẹ phân càng tiền căn cõi rễ cầm nàng thơ lưu để sau này mong ngài đại hội rồng mây cả con đầy đủ về nơi cột châu chức nghiệp chướng mơ sau đài đoá lánh xa lìa cõi quá chân duyên thượng công đạo qua trồng miền cộng đồng tam giáo ban truyền đức âm có phật dương cầm tân công lý đại phong thần sắc chỉ thứ ba lập cơ văn đức minh hoàng giang sơn thành trị đạo vàng chấn hưng. Mẹ đợi mong con đừng bê trễ lực sai sàng chẳng dễ đâu con ngày qua tháng lùng mỏi mòn năm dài cũng tới thấp sơn hồi trời cuốn nào biết nhớ lời máu danh thì sao bảo toàn con nào nghịch mang dòng em mẫu theo luật trì ngỡ ngàng tình thâm nam mô diêu trì phật mẫu du cực đại từ